vân vân. Chua thì để nấu canh chua. Quà gì mà da cưng cưng, xin thưa rằng quà trứng. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Quà gì mặc bao nhiêu áo, xin thưa rằng quà phao. Ăn vào thì chắc là dài, không dài, nhưng mà nổ điếc hai tai. Quà gì mà lăn lông lóc, xin thưa rằng quà bông. Sao mà quà bông lại lăn, do chân bao người cùng đá trên sân. Quà gì mà gai thì chít, xin thưa rằng quà mít. Ăn vào thì chắc là đau, không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau. Quà gì mà to to nhất, xin thưa rằng quà đất. Ta bằng quà mít mệt không, ta hơn, to bằng đỉnh núi Thái Sơn. Quà khét, ăn vào thì chắc là chua. Vân vân, chua thì để nấu canh chua. Quà gì mà da cưng cưng, xin thưa rằng quà trứng. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Quà gì mặc bao nhiêu áo, xin thưa rằng quà phao. Ăn vào thì chắc là dài, không dài, nhưng mà nổ điếc hai tai. Quà gì mà lăn lông lóc, xin thưa rằng quà bông. Sao mà quà bông lại lăn, do chân bao người cùng đá trên sân. Quà gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quà mít. Ăn vào thì chắc là đau, không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau. Quà gì mà to to nhất, xin thưa rằng quà đất. Ta bằng quà mít mật không,
dõi theo điều trong truyền xứ cho em khúc ca với bao lời ca ngọt ngào. Vầng trăng rực sáng soi chàng trai đẹp thay, chàng dũng sĩ đáng yêu mang niềm vui đến cho mọi người. Nào ta cùng hát vang và theo điều trong và hãy nói với tình thương chàng dũng sĩ Alibaba. Tìm một con và cùng hát vui tươi đẹp bao ước mơ mà để cho đời niềm vui cõi trời.
chua ngọt ngọt. Cái chén muối tôm thì ngon cháy một chiếc luôn ha. À, hình như trái này là trong chuyện ăn khế chả vàng nè. Một nem vàng.